Ba ơi, con đã làm được rồi. Con đã có thể sống với đam mê của mình. Xin lỗi. Không sao ạ. Anh nhớ mãi là năm học lớp 9, lúc đó là anh đã xác định là anh sẽ đam mê nghệ thuật, trốn gia đình để thi vào nhạc viện khoa trung cấp. Anh phải ghi lén cái tuổi của mình cao hơn 3 tuổi để thi nhiều nhạc viện trung cấp thì anh đậu. Anh đậu vào và gia đình lúc đó gia đình nhất quyết không đồng ý cho anh học. Thì đó là một cái điều mà anh luôn luôn cảm thấy là hối tiếc và ấm ức khi mà mình không được theo học chính quy từ bé. Sau đó thì gia đình anh hướng anh theo kinh doanh. Và anh quyết định là cũng sẽ nghe theo gia đình thi vào trường kinh tế. Anh cũng đậu vào khoa quản trị kinh doanh. Nhưng mà sau khi mà học được một thời gian, một học kỳ, anh thật sự mà nói thì cái lửa đam mê về nghệ thuật trong mình quá lớn đi. Mình cảm thấy là đây là thế giới mình không thuộc về. Vì vậy là anh có một quyết định tới bây giờ là có thể nói là làm buồn lòng ba mẹ. Anh thời điểm đó là anh nghỉ học ở trường kinh tế và thi vào trường sân khấu điện ảnh. Khoa diễn viên, anh quyết định là mình sẽ phải chứng minh và chứng minh cho gia đình mình, đặc biệt là ba anh, vì anh là con trai duy nhất trong nhà nên là ba anh rất là tâm huyết, rất là kỳ vọng vào anh. Sau đó may mắn anh dành toàn bộ gọi là thanh xuân, thời gian tuổi trẻ, sự cố gắng của mình, hầu như khi mà vào công ty không có gặp bạn bè, không có về nhà thăm. Anh nhớ là 2-3 cái Tết lúc đó là mình không hề về nhà, không có khái niệm ăn Tết là gì hết, mà mình toàn bộ anh tập luyện hết. Anh quyết tâm là mình phải chứng minh được cho gia đình mình thấy là con đường mình không có sai. Nhưng mà khi mà anh thành công đi hát được rồi, anh cũng rất là muốn về để mà chia sẻ điều đó với lại ba anh, thì một thời gian sau thì ba anh là bệnh và mất. Tới bây giờ thì đó là cái điều mà anh hối tiếc nhất. Nếu được quay lại thì đó lại có lẽ là điều mà anh phải làm lại. Sẵn tiện cái từ khóa nếu được quay lại, em muốn tâm sự gì với ba hôm nay? Nếu mà được quay lại á thì anh sẽ nói với ba anh là ba ơi, con đã làm được rồi, con đã có thể sống với đam mê của mình. Xin lỗi. Không sao ạ. Thật sự mà anh biết là ba anh rất là thương anh và lo là anh sẽ thất bại trong con đường này, vì hầu như là gia đình anh không có ai theo hết và không có ai cho anh lời khuyên được hết. Vì vậy là nếu mà được quay lại thì anh cũng sẽ nói với ba anh là con đã làm được cái điều mà con hứa với ba, là con sống đúng với đam mê và đúng với con người của con, và con cũng mong là ba sẽ ủng hộ. Cảm ơn anh. Bắt ta một cái nè. Không có cô đơn như vậy nữa nha. Em tin hôm nay anh ngồi đây để kể cho bọn em nghe về câu chuyện về thanh xuân của mình, và anh cũng muốn tâm tình với bố nhiều hơn là bằng trái tim của mình. Thì đó cũng là một câu chuyện đã qua rồi, và hãy nghĩ về tương lai xa hơn là bố anh ở đâu đó vẫn luôn luôn dõi theo. Đúng rồi. Ngày hôm nay thật sự may mắn á, may mắn khi mà được tham gia một chương trình với cái tên gọi thôi là anh đã thấy được lại cái con người của mình ngày xưa và có thể chia sẻ được với lại Phương cũng như là Minh, các bạn khán giả ở đây. Và anh cũng nghĩ là các bạn cũng hãy nên, các em muốn nói chia sẻ với những gì với ba mẹ của mình, hay là muốn làm những điều gì, thì các bạn cứ hãy sống với đam mê đó, hãy chia sẻ với gia đình của mình đi. Ba mẹ của mình là luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tin tưởng mình thôi. Và chúng ta có nhau nha. Hôm nay là duyên gặp nhau và mình sẽ giữ kết nối với nhau. Đón xem những chương trình giải trí đặc sắc trên kênh YouTube Madison Media Group. Tiếp chưa đi chờ chi vào lúc 21:20 thứ Tư, Giai điệu thanh xuân vào lúc 21:20 thứ Năm, Ảo thuật sắc đẹp vào lúc 19:30 chủ nhật.